Rồi chào anh em nha. Qua mình bận quá mình không có làm clip nè anh em. Ngày mình làm clip theo mấy những cái gì mà anh em điện mấy giờ nay với anh em nhắn kênh đó. Thì mấy anh em có hỏi mình là gà mùa này gần Tết rồi nuôi sao ít bệnh. Chứ anh em hỏi mình nuôi gà tắm phơi nắng bao nhiêu lâu. Thì cái phơi nắng là mình làm clip rất là nhiều lâu rồi anh em. Thì cũng mấy anh em mới biết chơi chưa biết gì hết, thì nói chung mình cũng cái gì mình cũng biết, mình nói chút chút vậy đó. Mình gom mấy cái bình luận của mấy anh em chứ mấy cái câu mấy anh em điểm ngày nay mình gom lại. Và bị gà bị sặc bị khẹt rồi đó, bệnh trị sao khò khè gì đó thì mình cũng làm hết rồi. Nói chung mình chỉ cái clip này mình làm ngắn gọn, mình làm cho nó gom gom lại cho nó tổng hợp lại cho anh em nha. Thì anh em kêu mình nuôi gà mùa này sao cho nó ít bệnh. Thì mình nói với anh em nuôi gà mùa này phải phơi nắng. Lúc nào cũng phải phơi nắng. Tại vì trời mà nó có lạnh lạnh gì đó mình phải có nắng. Phơi nắng thì con gà nó nóng lên cái nó điều hòa cái cơ thể máu của nó hoạt động điều hòa lại á. Nó không có bị lạnh nhiều. Và anh em thường vô ngại chân cho nó nhiều cho mình thường nha. Cục cán cho nó đó. Với mặt mài gì đó anh em cứ vô bình thường là cho nó nóng cái bàn chân nó lại. Cái anh em phải trời gió lạnh lạnh cái anh em vô ngại hoài đó. Thường đi mình đi ngại vô lần hai ngày liên tục cũng không sao cho anh em. Cứ lạnh lạnh này anh em hãy cứ lấy anh cứ lạnh lạnh anh em cứ lấy quét ngại chân đi. Chứ là cái bàn chân nó lạnh á, quét ngại lý do là sao, lý do lý gì nhiều lý do đó. Quét ngại nó tốt lắm là cho con gà anh em nó săn chắc cái chân lại, săn chắc chân con gà anh em lại. Nó săn chắc cái chân con gà lại với mà với con gà mình nó không có lạnh chân, nó không bị mắc bo. Trời này lạnh lạnh con gà nào, gà mấy gà anh em nuôi dễ rất là dễ bị mắc bo, rất bo. Thì đó lý do sao mình kêu anh em cứ vô ngại. Anh em đừng có sợ như gà 6-7 tháng ăn vô ngại bình thường. Nó không có liên quan gì mà nhiều anh em hỏi gà lông non, gà còn lông non vô ngại được không. Thì mình nói với anh em gà lông non lông gì cãi nó, chỉ cần vô chân nữa thôi, không có quan trọng. Cho chứ là nó ấm cái bàn chân với cái chân của nó vô ngại, anh dở chân lên em quét với cái bàn giò nó chút xíu. Thì anh em vô ngại bàn chân chiếu là cho nó cái đế bằng chân cái đế chậu á, anh em cầm giò lên quét xong anh quét cái đế lên cái vòng mấy con giò cho đó, là cái đó là mới quan trọng á. Nó không bị lạnh giò nhưng nó săn chắc cái gân cốt con gà lại. Còn anh em hỏi về nắng về bao nhiêu lâu á, thì mình đã có nói clip rất là nhiều, là như anh em nào chưa có đăng ký và chưa có coi cái clip đó thì mình nói luôn cho anh em. Như sáng sớm mà cỡ 7 giờ sao gửi có nắng á, sao gửi 7 giờ gì đó, thì từ 7 giờ tới 7 giờ gửi là nắng giờ đó là phơi được nửa tiếng anh em. Cũng như 6 giờ gửi rồi mình có phơi, mình phơi tới 7 giờ được, nửa tiếng không sao hết, tại vì nắng nó nhẹ. Anh em cứ lao tắm phơi nửa tiếng không sao hết, nắng nó nhẹ. Rồi từ 7 giờ tới 7 giờ gửi đó thì nó ok. Còn mà từ 7 giờ gửi mà nó tới gần 8 giờ là nắng giờ nó hơi mạnh nè, hơi nặng chút. Thì anh em phơi ít lần chút 15-20 phút gì đó. Nhưng mà tắm á, anh em muốn cho con gà mà nó lông nó sạch nó bóng á, thì anh em làm ơn đừng có tắm ướt bình quá. Chỉ cần anh em lao mình nói với anh em cách con gà làm nó bóng nè. Cho ăn uống đầy đủ á, là một lẽ. Tắm con gà nó bóng là một lẽ nghe nè. Bởi vì tắm con gà là một cái nghệ thuật á. Mình nuôi con gà mình nó công phu thế nào là con gà nó bóng, là cho ăn uống và tắm rửa phơi nắng đủ nắng thì con gà nó sẽ bóng. Thì nó phơi nắng á, tắm á, mình sao mình nhúng cái khăn thôi, bóp cái khăn cho mình. Anh em lao mặt lao mình nó đi, nhưng mà anh em lao một cái mục như bên bề cánh á, anh em đè khăn anh em đè bóp lao như này, lao vào 4-5 lần cho mình đi, hai bên vậy, cái lưng anh em muốn vuốt lao hoài 4-5 lần cho mình, vuốt cái đuôi vuốt cái ngực gì đó thì cũng vậy đó, để đảm bảo anh em phơi nắng đúng như mình nói đi là con gà sẽ rất là chuẩn. Thì nói chung càng nắng anh em phải nắng gắt thì anh em phơi chậm lên chút, phơi ít lại cũng như phơi nhanh lại chút. Phơi nhanh anh em nó phải chậm, phơi nhanh á cũng như 8-9 giờ thì nắng nó gắt rồi, anh em phơi 15 phút thôi. 15 phút là gà mình nó đủ nắng rồi nè. Cứ phơi mà anh em thấy cái lao mình con gà nó vừa ẩm, nó vừa khô vừa ấm lên á, con gà vừa hả miệng là anh em đem vô đi, nó là đủ nắng rồi đó. Còn nhiều con gà nói chung là nó không có chịu nóng được, anh em úp ra chừng chưa được 5 phút là gà nó hả họng rồi.
Nhiều anh em cứ nói là phơi nắng cho lâu á, phơi nắng cho lâu con gà nó đá nó nứt phìa, nó không đứt hơi. Mình nói với mấy thánh luôn là anh em mà nuôi vậy là con gà anh em tự gót luôn, gót hết. Tại sao? Tại vì nó nóng á, nó làm khô lông cái nhất, cái hai làm gà này mắc nước. Con gà nước là quan trọng nhất trong nuôi gà, không thể nào mà để con gà bị khô nước. Nó mắc nước, nó mắc nước là con gà nó sẽ bị khô. Thì con gà nó bị khô nó bị gì? Nó bị khô là nó thấy đứng nó hóc hoài à. Nó đứng nó hóc hoài á là con gà anh em phơi nắng quá khô lâu rồi, lông sới đồng nó bời rời, nó cũ nè. Tại sao? Nó giòn lông, nó hư lông, nó chết tế bào lông. Thì con gà anh em nó sẽ cũ xì cũ mềm, nhưng cầm nó rất là khô. Cầm khô là sao? Cầm con gà khô là con gà mất nước á, là con gà nó bị khô rồi. Là con gà đá đảm bảo cho chúng 1-2 cây là con gà anh em nó xuống như đó, với nó đá cái bo. Nói chung là con gà mà nó cũ kỹ thì đá cái bo sao nó giống như con gà mà lông mới mẻ mới tinh được. Con gà tốt á là do bộ lông, nhìn bộ lông biết con gà nó tốt nó xấu á, là cái thể trạng con gà mình á nó như thế nào là nhìn bộ lông. Bởi tại sao anh em ra trường anh em nhìn con gà kia nó bóng bẩy là nó phải lúc nào nó phải đi bạ con gà lông cũ. Thì con gà lông cũ á nó cũng nhiều lý do, là con gà bị khô lông, nó già lông, nó hay lông, chuẩn bị rụng lông. Còn gà mà lông mới mà anh em cứ nuôi một con gà thành lông cũ xì là đó là hiện tượng con gà anh em nó không được tốt. Cũng như lông nó thấy nó cũ kỹ qua tay người khác, con gà anh em bóng lại là anh em biết người ta nuôi như thế nào, anh em nuôi như thế nào. Anh em tắm gà như mình nói, không bao giờ mà gà anh em lông nó cũ vậy, nó bóng lộng. Bởi sao anh em nói nuôi gà cho bóng là tại vì mình canh nắng, mình canh nắng con gà và mình lau con gà như thế nào là nó bóng. Chứ không phải anh em nói rồi, tính tắm gà nhúng nước vô lau xẹp con gà, không phải xẹp con gà lông nó cũng không có bóng nữa. Ướt quá là lông cũ thêm, bóp cái khăn nhúng nước xong bóp cái khăn lại rồi anh em lau nguyên cái mình cho gà đi, lau cái bên lau 5-6 lần, 5-6 lần vậy đó, chỗ động ra 5-6 lần đảm bảo gà anh em phơi đúng nắng, gà anh em bóng lộng, anh em cứ nuôi như mình nói. Còn anh em nói gà mua mua về nuôi sao mà nó bệnh này nọ, anh em gì anh em chích cái thằng Lincoxin Đài Loan nha, anh em chích cái thằng Lincoxin Đài Loan cho mình. Lincoxin Đài Loan là con gà vừa khẹt khẹt vừa sặc sặc vậy đó, miệng nhớt, anh em nói miệng nhớt rồi đó, em chích vô cho mình. Và anh em kết hợp với cái thằng lô sát và di ung thanh thì con gà mình sẽ ok. Cái miệng nhớt, đặc biệt cái miệng nhớt ở đây là cái hướng của mình, cái thằng liên cô anh em nói cho mình, anh em không cái gọi cái hiệu mình nói là liên cô Đài Loan. Anh em ra cái tiệm ngay tiểu tiên này, tay hút quay á, hút quay chứ phải hút tay nha, hút quay thì anh em nói đúng cái hút này nè. Cái chai này á nhiều người ta chiết ra người ta bán á, ta chiết ra người ta bán cái chai nhỏ 100 mấy, khoảng 200 ngàn á. Bảo hành cho anh em, người ta đám chuyên bố bảo kê với anh em là chích nó không có bị khò kè sặc gì đó. Bảo kê của cái thằng nút thằng thánh á là cái chai Linh Cô Đài Loan này nè. Còn nhiều người nó chơi Linh Cô S, Linh Cô S, Linh Vô gì đó đủ thứ hết, nhưng mà cái chai này là đặc biệt hay nhất. Nó pha, nó sẽ có pha cái loại này với cái thằng Roxy. Thì mình chỉ xài cái này là con gà miệng nhớt nè, khò khò kè miệng nhớt sặc sặc đó, đứng sặc ho đó như năm nói đó, chích cái này. Thì cái này mà anh em qua tiệm hút tay hút y á, hút y nha, Linh Cô Đài Loan nắp vàng. Anh em mua không có thì anh em mua hàng như là mua cựa bên mình và mua hút chất của mình đó, mình sẽ gửi về cho anh em. Tại cái chai này mình không có bán nha nè, anh em nào đặt mua hút của mình đó, hút sắc thái đó với cựa đó thì mình cứ gửi kèm vô thôi, mình gửi kèm cho anh em. Tại chai này mình không có bán, khi nào anh em mua mình mua dùm thôi, gửi kèm vô. Thì mình gom gọp lại cho anh em nuôi. Và con gà anh em nuôi đừng bao giờ để cái quặng nước của nó hết nước, anh em nhớ nha. Con gà mà anh em nó uống nước nhiều, đi phân nước, gà không bị gì cho anh. Cái đó là hiện tượng trong cái cơ thể nó, giờ cái thời tiết thay đổi anh em sẽ thấy rất là nhiều gà bị như vậy.
nhưng mà nó không bị gì cho nó uống nước thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng uống uống nhưng mà anh em kèm là cái sự uống nước của nó lại là như một ngày anh em để cái quặng vô nó uống hết cái quặng đó, cái anh em giật mình, anh em để ít thôi cho nó quen, rồi từ từ lại uống ít thôi, anh em lấy ra nửa cống gì đó thì thấy nó chiều cho mình đi đó, anh em để vô nước chiều cho nó uống miếng nó hơi được rồi, được cho uống nhiều, anh em cái thấy nó uống hết chầm như hoài mà con gà bị vậy sao mà được, nhưng mà sự ra nó không ảnh hưởng như con gà hết. Còn anh em mà cứ lo sợ thì anh em cho uống tiêu xanh, thuốc tiêu đen với tùm hủ, một cái trang mà hủ màu xanh đó, cà mót đó và cái hàng di môn thanh, thì anh em kèm nó sáng chiều cho mình, tại vì nó cũng là do cái đường ruột thời tiết luôn, nó uống nước nhưng mà nhiều con không bị gì hết, còn nhiều con em nó uống nước nhiều nó ọc ra, thì tại nó uống nước nhiều quá hay nó ọc ra vậy thôi chứ có gì đâu, thì nó nói chung về cái đường ruột thôi, còn như mình thấy đó là chuyện nó bình thường, uống nước nhiều không cho hết. Còn nhiều anh em nó uống nước nhiều mắc bo, thực sự không có ảnh hưởng gì tới bo bọng như gà anh em, cho nên mình nói thiệt nó mắc bo là nhiều cái lý do đó, chứ không phải là gà uống nước vậy đi phân nước vậy là anh em mắc bo, không có đâu, cái chị mắc bo là nhiều cái lý do lắm chứ không phải là uống nước vậy. Rồi đó mình tổng hợp cái clip vậy đó nghe anh em, thì anh em coi tham khảo anh em làm ha, tới tới nghe anh em.